Trần Nghệ An luôn tiên phong trong lời kêu gọi giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, góp phần vào quê hương nông thôn mới. Người mặt trận Nghệ An làm cầu nối trong đại đoàn kết cùng toàn dân đi theo đảng, tiếp thêm ngọn lửa truyền thống. Trần Nghệ An luôn tiên phong trong lời kêu gọi giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, góp phần vào quê hương nông thôn mới. Người mặt trận Nghệ An làm cầu nối trong đại đoàn kết cùng toàn dân đi theo đảng, tiếp thêm ngọn lửa truyền thống. Trần Nghệ An luôn tiên phong trong lời kêu gọi giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, góp phần vào quê hương nông thôn mới. Người mặt trận Nghệ An làm cầu nối trong đại đoàn kết cùng toàn dân đi theo đảng, tiếp thêm ngọn lửa truyền thống. Trần Nghệ An luôn nêu cao tinh thần giám sát, làm cầu nối góp phần thương ta và phát biển. Người mặt trận Nghệ An luôn tiên phong trong lời kêu gọi giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, góp phần vào quê hương nông thôn mới.